Rồi, mến chào toàn thể cô chú anh chị đang theo dõi cái live trong cái buổi tối thứ sáu hôm nay nhá. Rất là nhanh cô chú anh chị ạ. Ngằng một cái là hết một tuần và nay đã là thứ sáu rồi. Và hôm nay thì như cái tiêu đề Tuấn Cương ghi đó, là hôm nay là ngày 22 và Tuấn Cương sẽ có những cái xe mới về trong ngày hôm nay, báo giá rất hợp lý cho cô chú anh chị nhá. Và tất cả những chiếc xe này là Tuấn Cương mới lấy về ngày hôm nay thôi. Và trong đó thì cũng gửi lời cảm ơn tới những vị khách hàng đến Tuấn Cương trong ngày hôm nay. Bây giờ Tuấn Cương mời quý cô chú anh chị nhé, không mất thời gian nhiều của anh cô chú anh chị nữa, xem những cái xe gì mà hôm nay về và mới bắt đầu báo giá cho cô chú anh chị nhé. Đấy, thì Tuấn Cương sẽ lướt qua một vòng và tất cả những gì cô chú anh chị cần loại nào hoặc cần những cái gì thì comment cho Tuấn Cương, số điện thoại Tuấn Cương để trên màn hình đó nhé. Bây giờ thì Tuấn Cương đi những cái xe mới về và sau đó những cái mẫu xe mà đang bày bán ở đây thì vẫn còn nhá. Anh chị em quan tâm bất cứ loại nào thì comment cho Tuấn Cương để Tuấn Cương biết và Tuấn Cương gửi chi tiết hình ảnh cho. Đây, hôm nay về khá là nhiều luôn. Đây cô chú anh chị, đầu tiên hôm nay là về một chiếc Vespa Spin 2022 rất là đẹp luôn, màu cam. Đấy, bản này là bản mới, cực kỳ là mới luôn, đi mới có 3.000 km, biển số Sài Gòn luôn nhé. Và cái yên thì anh chị em thích màu đỏ thì lấy yên màu đỏ, mà thích màu đen thì lấy yên màu đen nhé. Mới về tức thì luôn, chưa rửa luôn cô chú anh chị này. Đấy, và tiếp đến là một chiếc xe bên cạnh đây, là một chiếc màu trắng cô chú anh chị nhé. Còn một chiếc màu trắng thì cô chú anh chị nào mà quan tâm thì thích màu nào comment cho Tuấn Cương. Và đây là chiếc xe 2000, con này là sản xuất 2019 thôi, nhưng mà nó là model của 2020 rồi, bởi vì bản này là bản full đèn LED trước sau luôn nhá. Đấy, và đặc biệt nữa là chủ xe rất là cưng và đã lắp thêm một số đồ chơi nữa. Đấy, lắp thêm một cái số đồ chơi chẳng hạn như gác để chân CNC này, giá đồ ở giữa này, rồi là cái đây quạt tỏa nhiệt đây, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt lắp một cái móc xịn. Đấy, rồi cùng tay nắm thì đây là con sản xuất 2019 nhưng mà model của 2020 phiên bản full LED trước sau thắng ABS luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đó, rất là mới luôn. Và bây giờ là tiếp đến cái mẫu xe tiếp theo, một con Super GTS 2024 luôn. Đấy, con này là mẫu 2024 cô chú anh chị nhé. Đấy, con này là 2024, chìa khóa Smart Key bản 150, xe sản xuất và đăng ký 2024 này. Rồi, kế đến là một chiếc xe màu xám Lambo vừa về tức thì luôn, vẫn còn bật nguyên này. Đấy, chiếc xe này là ABS, động cơ EZ, cổng sạc USB, màu xám Lambo rất là đẹp luôn của chú anh chị nhé. Đấy, rồi, và tiếp đến là một con màu đen nhám 2020 vừa mới về, đang là rửa luôn anh chị em nhé. Đấy là Tuấn Cường sẽ lần lượt báo giá từng xe một cho cô chú anh chị trong cái buổi live ngày hôm nay. Và trước khi đi vào phần báo giá chi tiết thì cô chú anh chị nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Tuấn Cường nhé. Đó, kênh YouTube Tuấn Cường để trên màn hình này. Rồi số điện thoại Tuấn Cường cũng để trên màn hình cho cô chú anh chị để cô chú anh chị tiện theo dõi nhé. Và hiện tại thì bây giờ đã là buổi tối rồi. Đấy, thì Tuấn Cường tranh thủ không có khách thì Tuấn Cường phát sóng mấy chiếc xe mới về trong ngày hôm nay thôi cô chú anh chị. Đấy, anh chị thấy rất là nhiều xe đúng không, và cô chú anh chị chọn con nào thì comment bên dưới cho Tuấn Cương nhé, để Tuấn Cương biết và Tuấn Cương sẽ gửi chi tiết thông tin hình ảnh qua Zalo hoặc Messenger cho cô chú anh chị. Đấy, màu nào cũng có, loại gì cũng có luôn cô chú anh chị nhé, không thiếu bất cứ màu nào luôn. Đấy, rồi bây giờ đi vào chi tiết chiếc đầu tiên thì chiếc này là còn trong tình trạng là dán keo nguyên con nha anh chị nhá. Thì như lúc đầu Tuấn Cương nói đó, thì con này là đã vào xương xương một số cái mẫu đồ chơi. Đây cô chú anh chị thấy này, giống như kiểu cảng tay dắt này. Đấy, rồi là cái móc treo đồ. Đấy, móc treo đồ. Rồi, và cùng tay nắm. Đấy, rồi kế đến là các chân. Cái bụng các chân này. Rồi là CNC để chân bản này. Thì những cái món đồ xương xương này vào thì đâu đó thì như cặp gác chân này là hơn 1 triệu này, cái này là 500 này, cái này là 500 này, cái móc này là 300 này, cạng này là 350 này. Đấy, rồi cùng tay nắm nói chung sơ sơ nó cũng tầm khoảng đôi triệu, hơn đôi triệu tí.
mà giá thì để cho cô chú anh chị rất hợp lý luôn, biển số Sài Gòn luôn nhé. Đấy, con này là biển số Sài Gòn rất là đẹp, tem mới luôn này. Đấy, cho anh chị theo xem tổng thành xe luôn. Đó, và xe thì rất là mới luôn anh chị nhé. Đó, cô chú bác anh chị nào mà quan tâm thì comment bên dưới cho Tuấn Cương. Đèn led 2 tầng. Đây, bây giờ Tuấn Cương sẽ nổ máy lên cho cô chú anh chị coi. Rất là đẹp luôn anh chị. Máy cực kỳ là đẹp. Máy đẹp, xe đẹp, màu hot. Bản đèn led 2 tầng trước sau luôn cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Mà giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ có 55.500.000 thôi. 55.500.000 cho một chiếc xe phiên bản model 2020. Xương xương đồ chơi tầm 2 triệu. Và chất xe thì được bảo hành lên tới 24 triệu cho cô chú anh chị. Đấy, cô chú anh chị nào quan tâm thì comment bên dưới để lại số điện thoại cho Tuấn Cương nha. Kết nối số điện thoại Tuấn Cương để trên màn hình đó. Rồi, con kế đến là con 2022 nhá. Đấy, con này là 2022, phiên bản màu cam mới. Và cái yên thì anh chị lấy yên đỏ thì lấy yên đỏ, còn không có thì Tuấn Cương lắp cái yên đen cho cô chú anh chị. Đấy, cái yên này có thể đổi được nhá. Rồi, phiên bản này là phiên bản cao cấp 2022, biển số Sài Gòn và đăng ký một chủ, chính chủ từ đầu. Xe đi hơn 3.000 km đây anh chị em, đầy đủ phụ kiện theo xe luôn nhé, rất là mới luôn. Và chiếc xe này thì mới về tức thì chưa có rửa, chưa làm bất cứ một cái gì luôn anh chị nhé. Đấy, anh chị nào mua thì Tuấn Cương sẽ rửa đẹp lên cho anh chị. Đây, đồng hồ công tơ mét đây. Đó, và màu này là màu cam mới, ở trong hãng bán mẫu này là 2022, sản xuất và đăng ký 2022 luôn nhé anh chị. Đấy, để trong này nó hơi chật tí, mà bản này là bản mâm phay đàng hoàng cô chú anh chị này. Đấy, bản mâm phay chưa rửa, chưa làm bất cứ một cái gì luôn cô chú anh chị. Và tất cả những mẫu xe này là Tuấn Cương mới về trong ngày hôm nay hết. Một ngày Tuấn Cương thường thường về 5-7 chiếc, và có những cái thì đời cao thì Tuấn Cương lên 6. Còn những cái đời thấp thì còn phải dặm tút sơn thì Tuấn Cương vứt bên hãng làm spa đẹp lên để phục vụ cô chú anh chị cho nó ok. Bởi vì Tuấn Cương đầu tư vào để Tuấn Cương kiếm lời, cho nên là Tuấn Cương làm rất là đẹp và làm bảo hành cho cô chú anh chị dàn áo luôn nhá. Tất cả những chiếc xe này đều là biển số Sài Gòn và một chủ bao cung tính cho anh chị em. Đó, trước mắt cô chú anh chị là hai sản phẩm Vespa Spring, một con màu trắng model 2020 và một con màu cam 2022. Ngoài ra thì hôm nay cũng có những cái mẫu xe rất là nhiều màu đây. Đây, hôm nay còn về một con này là màu bạc, bởi vì nó chật quá là Tuấn Cương cho lên trên. Con này là màu bạc Boxer nhá anh chị em. Bữa trước Tuấn Cương có mấy con màu bạc Boxer Tuấn Cương bán rồi. Thì hôm nay về tiếp một con nữa, nhưng mà con này là 150 cô chú anh chị. Đó, cái bản này hôm nay là bản 150 nhá, chứ không phải là 125 như cái chiếc xe hôm qua Tuấn Cương bán đâu. Hôm qua Tuấn Cương bán là bản 125, còn con này là bản 150. Phiên bản cao cấp ABS, động cơ Z cổng sạc USB và các cái tính năng vượt trội nhất của dòng Vespa Spring. Đó, bản 150 màu bạc Boxer. Thì quên từ nãy đến giờ là không báo giá. Thì như con 150 này thì Tuấn Cương để cho cô chú anh chị 69.500.000 thôi nhá. 69.500.000 con màu bạc Boxer 150. Còn con này thì để cho cô chú anh chị là 66.500.000, 2022 màu cam mới và đi được hơn 3.000 km. Đó, còn con màu trắng này là mẫu 2020 full led xương xương đồ chơi. Đó, chỉ có 55.500.000 thôi. Và một chiếc cực kỳ là hợp lý nữa, vừa mới về tức thì luôn. Đấy, đây là một chiếc 150. À, con này là 125, xin lỗi cô chú anh chị, biển số Sài Gòn. Đấy, con này là màu xám Lambo mới về chưa rửa này. Thì con này bán cho cô chú anh chị rẻ thôi, chỉ có 48.500.000 thôi. Phiên bản Spring xịn luôn nhá, màu xám Lambo đúng màu luôn nhá. Và chiếc xe này thì cũng mới được anh em đồng nghiệp chia sẻ cho nên là mai anh chị em lên nó sẽ mới hơn rất nhiều. Đây, chưa rửa vẫn còn bẩn nguyên đây cô chú anh chị. Và hiện tại thì cái xe này là đang trong tình trạng còn dán keo nguyên con hết nhá anh chị. Đấy, con này là đang trong tình trạng dán keo nguyên con hết. Và toàn bộ
Rồi.